Vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở ngành đến kiểm tra một số gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Ban điều hành dự án cao tốc thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết, gói thầu số 13 đi qua địa bàn huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An, công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương thi công và gói thầu số 14 do liên danh công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68, công ty cổ phần 471, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An thi công. Đến nay, tiến độ thi công đạt gần 20%. Các đơn vị thi công đã thực hiện các hạng mục như san lấp đường, gác dầm cầu, xây đường công vụ. Ngoài mỏ cát tại tỉnh An Giang thì chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục để thực hiện việc khai thác mỏ cát tại tỉnh Tiền Giang. Khó khăn hiện tại là chưa di dời lưới điện ảnh hưởng đến thi công cầu Thị Đội, cầu Đông Pháp. Các trường hợp vướng mặt bằng thi công trạm dừng chân thuộc huyện Cờ Đỏ cũng chưa được bàn giao cho chủ đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường lưu ý, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ khẩn trương giải phóng mặt bằng, phối hợp với công ty điện lực để di dời hệ thống điện và bàn giao mặt bằng cho thi công trạm dừng chân. Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2024 phải hoàn tất công việc này. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã đến thăm và tặng quà cho con công nhân trên công trình thi công gói thầu số 13, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.